Theo bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatech có sự tham vấn y khoa của bác sĩ chuyên khoa Dương Ngọc Vân cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến gan bị nhiễm độc, bao gồm thói quen sinh hoạt và tác động từ các yếu tố khách quan, gồm thường xuyên hút thuốc lá, uống rượu bia và thức uống có cồn, tiêu thụ nhiều thức ăn, đồ chiên rán, thực phẩm cay nóng hay là lạm dụng thuốc điều trị gây tác dụng phụ lên gan, sử dụng các loại thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, luôn trong tình trạng mất ngủ, căng thẳng, mệt mỏi, môi trường sống và làm việc nhiều khói bụi, hóa chất, mắc các bệnh lý như viêm loét đại tràng, viêm gan siêu vi B, C. Dưới đây là 5 loại rau được mệnh danh là vua thải độc gan hiệu quả. Thứ nhất, cây rau diếp cá. Đây không chỉ là loại rau được nhiều người yêu thích mà còn là cây giải độc gan rất hiệu quả. Lá và thân cây rau diếp cá giàu vitamin A, B, chất đạm, chất xơ, sắt, canxi, kali, lipid, tác dụng làm mát gan, phù hợp với người bị nóng trong người, thường xuyên nổi mụn hay nhiệt miệng. Với cây rau diếp cá, bạn có thể rửa sạch rồi ăn sống hoặc xay nhuyễn, lọc lấy nước uống, ăn hoặc uống lá diếp cá mỗi ngày. Không chỉ giúp thanh nhiệt cơ thể mà còn hỗ trợ tiêu hóa, khắc phục chứng đầy bụng, khó tiêu. Thứ hai, các loại rau họ cải. Báo Sức Khỏe và Đời Sống dẫn lời thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải, Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Nhi khoa, nguyên Giám đốc Trung tâm Khám tư vấn Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, rau lá xanh là một trong những loại thực phẩm có khả năng thải độc gan tốt. Loại rau này nếu được trồng an toàn có thể ăn sống hoặc nấu chín hoặc là ép nước uống. Cải Brussels, bông cải xanh và rau cải cay nhiều chất xơ và các hợp chất có lợi khác. Những loại rau này chứa các chất trung hòa một số độc tố nhất định như nitrosamin có thể tìm thấy trong khói thuốc lá và aflatoxin trong đậu phộng. Một nghiên cứu gần đây của Phòng Nghiên cứu và Phát triển Panmira, Wisconsin, Mỹ cho thấy ở nam giới bị gan nhiễm mỡ, chiết xuất mầm bông cải xanh đã cải thiện nồng độ men gan. Nghiên cứu tương tự cũng cho thấy chiết xuất mầm bông cải xanh ngăn ngừa suy gan ở chuột. Các nghiên cứu sâu hơn trên động vật cho thấy mầm Brussels và chiết xuất mầm bông cải xanh làm tăng mức độ enzyme giải độc và bảo vệ gan khỏi bị hư hại. Thứ ba, cà rốt giúp thải độc gan. Cà rốt chứa nhiều carotenoid và beta-carotene mà cơ thể bạn chuyển hóa thành vitamin A. Carotenoid hòa tan trong chất béo nên khi bạn ăn cà rốt, chúng sẽ kích thích mật chảy và loại bỏ chất thải. Một nghiên cứu trên chuột cho thấy beta-carotene có thể ngăn ngừa tổn thương gan do rượu bia gây ra. Thứ tư, loại rau lá xanh làm salad có vị đắng. Các loại rau có vị đắng như bồ công anh, rau diếp xoăn và xà lách roquette rất tốt cho việc tăng cường sức khỏe của gan. Vị đắng của những thực phẩm này giúp kích thích dòng mật trong gan giúp giải độc. Các loại rau có vị đắng như bồ công anh, rau diếp xoăn và xà lách roquette rất tốt cho việc tăng cường sức khỏe của gan. Vị đắng của những loại thực phẩm này cũng giúp kích thước dòng mật trong gan, giúp giải độc. Loại quả thứ 5, cà chua. Cà chua là thực phẩm giàu chất xơ và là nguồn cung cấp lượng lớn vitamin C, vitamin A, vitamin E và nhiều dưỡng chất khác. Đặc biệt, trong thành phần cà chua có các chất chống oxy hóa tự nhiên giúp giải độc gan. Vừa rồi là 5 loại rau được mệnh danh là vua thải độc gan hiệu quả do kênh VTC16 khuyên dùng. Quý vị, ngày hôm qua mùng 4 tháng 7, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên không gian mạng và khởi tố bắt 7 bị can về hành vi lừa bán giống lúa không có thật VST899 chiếm đoạt 7,8 tỷ đồng. Tin tức trên trang Sài Gòn Giải Phóng. Theo Công an tỉnh Thái Bình, gần đây nhiều người dân ở một số địa phương phản ánh việc đã mua phải giống lúa kém chất lượng mang nhãn mác VST899 được giao bán trên các trang Facebook. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định làm rõ có 3 nhóm với 7 đối tượng cùng ở huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc dùng thủ đoạn gian dối bằng cách lấy thóc thu hoạch của gia đình và mua thêm các loại thóc giá rẻ, sau đó tự đóng túi ni lông loại 1kg. Đặt in nhãn mác giống lúa VST899 dán lên bao bì, các đối tượng khai nhận từ tháng 5 năm 2023 đến nay đã giao được trên 23.000 đơn hàng tại nhiều địa phương với số tiền chiếm đoạt khoảng 7,8 tỷ đồng.
Tại các địa phương khác như là Hậu Giang, Cần Thơ, Bình Dương, các nhà vườn cho biết là sản lượng măng cụt thu hoạch giảm 30-50% so với cùng kỳ năm ngoái. Và thậm chí là nhiều nhà vườn ghi nhận thu hoạch giảm tới 60%, ghi nhận của báo VN Express. Nắng nóng và thiếu nước là nguyên nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng và sản lượng trái năm nay. Nguồn cung ít nhưng mà giá bán tại vườn thì lại rất thấp và chỉ khoảng 25-40.000 đồng 1 kg. Với mức giá này thì một nửa so với cách đây 3 tháng và thấp hơn khoảng 10% so với thời điểm năm ngoái. Và nguyên nhân được cho là do hàng Thái Lan được nhập về nhiều và buộc các nhà buôn phải bán mặt hàng này với giá rẻ cạnh tranh. Thưa quý vị, tối qua một xưởng sản xuất bao bì ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc xảy ra hỏa hoạn và chìm trong biển lửa. Nhờ lực lượng chức năng có mặt kịp thời phong tỏa khu vực cháy và gió thổi ra phía cánh đồng nên nhà dân không bị ảnh hưởng. Theo VTC News, vụ cháy xảy ra vào khoảng 21 giờ tối qua tại xưởng sản xuất nhựa và bao bì thuộc Công ty Cổ phần Nhựa và Bao bì Vĩnh Phúc. Khu vực xảy ra cháy là một xưởng sản xuất rộng khoảng 3.000 m2, chứa nhiều đồ dễ cháy, nhiều xe cứu hỏa và hơn 300 cán bộ chiến sĩ cũng như là các lực lượng khác nhau có mặt tại hiện trường tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy. Khu vực kho xưởng bị đổ sập xuống nhiều đồ đạc đã bị cháy và chỉ còn trơ lại khung sắt. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đã có báo cáo ban đầu về việc người dân phát hiện gióng nước đục và cá suối chết trôi dạt ra hai bên bờ suối Bắc đi qua địa bàn của xã Châu Thành. Trang Tuổi Trẻ Online đưa tin. Lực lượng chức năng xác định nguồn gốc phát sinh nước thải có dấu hiệu ô nhiễm là điểm cuối đầu nguồn từ khu vực mỏ của công ty trách nhiệm hữu hạn Thiếc Hà An. Tại thời điểm kiểm tra, công ty đang dừng hoạt động khai thác từ ngày 30 tháng 1. Trước đó, chính quyền địa phương đã từng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 250 triệu đồng đối với công ty Thiếc Hà An liên quan tới giấy phép khai thác khoáng sản, đồng thời đình chỉ hoạt động khai thác khoáng sản của công ty này trong thời gian 4,5 tháng. Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về trường hợp tử vong tại huyện Định Quán liên quan đến bệnh dại trên chó, bài viết trên trang VOV. Bệnh nhân là bà NTS, 69 tuổi, ở xã La Ngà, huyện Định Quán. Khoảng đầu tháng 5 vừa qua, gia đình bà S mua một con chó từ một người mua bán chó dạo. Trong lúc nuôi, con chó cắn vào tay bà S và chồng rồi chết sau đó 3 ngày. Gia đình bà S không đi tiêm vaccine phòng bệnh dại, còn con chó được cho gia đình làm thịt ăn. Ngày 27 tháng 6, thì bà S có dấu hiệu sốt, mệt mỏi, chán ăn, bần thần, dễ bị kích động và được nhập viện điều trị nhưng do bệnh nặng nên đã không qua khỏi. Kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với virus dại. Vâng, Thượng tướng Lưu Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen lực lượng công an của huyện Tây Giang, Quảng Nam đã bất chấp nguy hiểm nhảy xuống dòng nước lũ để kịp thời ứng cứu cho những người dân một cách an toàn. Bộ trưởng nhấn mạnh là hành động trên thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, cũng về sự dũng cảm không quản ngại khó khăn, sẵn sàng xả thân để thực hiện nhiệm vụ khi nhân dân gặp nạn. Bài viết trên trang Vietnamnet. Trước đó, vào ngày 3 tháng 7, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về một người đàn ông bị mắc kẹt giữa dòng sông A Vương, lực lượng công an huyện Tây Giang đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, huy động phương tiện, cứu nạn ngay. Trong đó thì có Trung tá Nguyễn Ngọc Sĩ, Phó đội trưởng Tham mưu và binh nhì Lăng Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, bất chấp nguy hiểm lao vào dòng nước lũ, kịp thời cứu nạn nhân.